Quý vị thân mến, Truy Tìm Cao Thủ đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu cuối cùng của chương trình ngày hôm nay rồi. Chúc mừng anh Vũ Trần cùng với chị Hồng Trang đã có cơ hội tranh tài cùng với nhau để xem điểm số của ai là cao nhất nha. Vòng lộ diện sẽ bắt đầu sau khi mà chúng ta trả lời cùng với nhau một câu cuối nữa mà thôi. Xin mời. Nhờ hai anh đi. Rồi, hai được. Hai anh thích số nào đi. Chọn cho tụi em cơ hội anh. Cơ hội. Cơ hội của dập mình đó anh. Dập anh liền. Chọn đi. Ừ. 6 đi, 6 đi. Số 6 đúng. Xong chốt và kiến thức số 6 như sau. Ừ. Hai anh chị thân mến, câu hỏi rất đơn giản như sau. Năm 2010, Lý Thái Tổ đã cho xây dựng điện nào ở trung tâm Hoàng Thành Thăng Long? Có 4 gợi ý. A. Điện Kính Thiên. B. Điện Càn Nguyên. C. Điện Càn Chánh. Và D. Điện Càn Thành. 30 giây bắt đầu. Hết thời gian. Mời anh Vũ Trần. Anh chọn là Điện Kính Thiên. Vì sao anh? Thật sự ra là... Anh biết đáp án à? Anh có ra anh Thăng Long, Hoàng Thành Thăng Long cũng ở đây khoảng 3 năm. Tất cả những cái tên đây thì anh chỉ mang máng nhớ cái Điện Kính Thiên là nó quen nhất thôi. Dạ. Vậy là anh chọn Điện Kính Thiên, đơn giản vậy thôi. Nó khác hơn so với những cái càng còn lại đúng không? Điện càng, điện càng, điện càng, còn có một cái điện kính rồi. Anh nhớ là nó không có cái nào càng càng vậy trơn á. Nên dạ, anh nhớ Điện Kính Thiên thì cái tên nó rất là quen. Chị Trang ơi, chị chọn cái nào? Còn chị đơn giản lắm, tại vì chị cũng không có rõ cái việc này. Nên chị thấy ba cái càng là để cho mình lựa chọn đúng không? Đâu ai dễ dàng để cái kính thiên một mình ên đâu đúng không? Cho nên chị chọn một trong ba cái càng. Trong cái thành Thăng Long thì chị chọn cái chữ thành đi, Điện Càn Thành. Và đáp án của chương trình thì chỉ có một mà thôi, đó chính là Điện Kính Thiên. Chúc mừng Vũ Trần. Chị Trang bị trừ 15 điểm. À, anh Vũ Trần lại được cộng 30 điểm. Bây giờ đây là thời khắc vô cùng quan trọng của hai người còn lại ở đây. Bởi vì ánh sáng sẽ tắt đi, chỉ còn lại hai luồng sáng thôi. Luồng sáng dừng lại vị trí của người nào, người đó sẽ có điểm số cao nhất. Xin mời ánh sáng tắt. Ba, hai, một, dừng. Chúc mừng Vũ Trần với điểm số 120 điểm về nhất ngày hôm nay, 10 triệu đồng. Chị Hồng Trang 15 điểm nhưng chị về nhì với 5 triệu đồng. Ủa vậy hả? Dạ, còn hai anh về chỗ đầu hạng 3, đầu hạng 3. Bây giờ bắt đầu mình hé lộ thân phận nè. Anh Vũ Trần, anh là ai? Anh là kẻ hoán đổi. Anh là người hoán đổi. Anh hoán đổi vị trí nào ạ? Anh hoán đổi Hồng Trang. Rồi anh đấu loại được chị Trang đâu mà hoán đổi, coi như là cái thẻ của anh quyền năng của anh là không sử dụng được. Đúng rồi. Rồi chị Trang, chị là ai? Chị phong tỏa nhưng mà rất tiếc là điểm chị ít quá nên chị cũng tỏa được có nhiêu đó à. Và chị ở lại tới vòng cuối chị cũng đâu bị loại đâu mà phong tỏa điểm mình đúng chưa? Thì bởi trời vậy. Đất ơi, hai cái thẻ vô nghĩa. Anh Long Nhật, anh là ai? Anh đừng nói anh là ca sĩ nha. Anh là người dịch chuyển. Chuyên gia dịch chuyển, anh lựa chọn vị trí của ai? Trung thành về quyết định ban đầu của anh. Là anh Hòa đúng anh không? Anh Hòa. Anh dịch chuyển được điểm của anh Hòa. Nhưng mà vấn đề là khi đó anh bị loại. Ừ. Thì cho nên anh không có được điểm của anh Hòa. Vậy là cao thủ ở đây. Cao thủ lộ từ đầu luôn. Vâng, ngày hôm nay quá vui. 10 triệu đồng tiền thưởng sẽ chúc mừng cho Vũ Trần. Hôm nay gia đình đi chơi rất là vui và em chỉ mong là tất cả các anh chị ở đây sẽ có thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và mình luôn luôn có cái đam mê và cái nhiệt huyết trong nghề của mình ha. Và quay trở lại với Truy Tìm Cao Thủ sớm hơn. Còn ngày hôm nay chúc mừng 10 triệu đồng thuộc về anh Vũ Trần. Yeah. Rồi chị Trang là có 5 triệu rồi hen, giải nhì ha. Rồi anh Hòa với anh Nhật nè, mình cũng có món quà nhỏ đem về, mỗi người nhận được 2 triệu đồng nha. Cảm ơn các anh. Quý vị khán giả thân mến, tuần này chúng ta sẽ được khép lại Truy Tìm Cao Thủ ở đây. Đừng quên mở TV vào tuần sau quý vị nhé. 19 giờ 15 phút ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Truy Tìm Cao Thủ do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Còn bây giờ Minh Xu, các nghệ sĩ xin chào và hẹn gặp lại.